Tiền Giang theo chân anh Vô Khỉ để đi cưa cây dừa các bạn. Cây dừa này có độ cao là tầm 15 đến 16 mét nha các bạn. Cây dừa này chủ nhà nói là khoảng tầm 6 đến 70 năm các bạn. Bây giờ anh Tùng Vô Khỉ đang tiến hành trèo lên cây dừa để cưa cây dừa nha các bạn. Bây giờ mời quý vị các bạn xem anh Tùng cưa cây dừa này, tình hình cây dừa này ra sao nhé. Cứ nhóc chân nha, kêu vô không lấy sao cái đồ đó. Nó thôi con không dám làm chuyện này. Đối với cây nó mà nó chuyện mấy trước mấy trước. Giờ anh Tùng đang bị kéo cái cưa lên, cưa mấy cái tàu như cái nhà. Tùng nó mất tiêu rồi. We'll be right back.
Tùng đang cột cái buồng dừa thả xuống ra. Thả dây. Áo đỏ chiến tỏ dân chơi. Giờ anh Tùng tiếp tục xả những mấy tàu dừa xuống nha các bạn. Có buồng dừa, dừa khô. Chỉ còn hai tàu nữa, một tàu hết rồi. Bây giờ anh Tùng sẽ tiến hành cưa cái đọt nha các bạn, xem pha xử lý của anh Tùng cái đọt dừa này ra sao. Một tay anh ôm vô cái dừa, một tay thì anh ôm vô cái cưa, rồi hai cái chân bây giờ anh đang bấu vô cái dừa nha cả nhà. Anh sẽ tiến hành cưa cái đọt. Rớt kiến luôn rồi, rớt kiến, rớt nón. Giờ mình sẽ tiến hành cưa luôn cái gốc cả nhà. Quá dữ luôn cả nhà ơi. Cái này nè, lấy cái này là đủ bánh xèo ăn ngon lắm. Bà con nào có dịp nào mà về miền Tây ha, ghé nhà Vua Khỉ
vợ của Du Khỉ đổ bánh xèo đẩy với khách quý vị nha. Đây, cái này ăn ngon lắm. Cái đây là cái lưỡi mèo. Là lưỡi mèo rồi, bác ăn thử coi. Cắn ăn ngon lắm. Ngon không anh? Ngon. Ngọt không? Cảm nhận anh ăn như thế nào? Ngon thế. Ngọt, giòn. Ừ, nè nè con này nè nó kẹp kìa. Ờ, con nó cái này là con là con đực. Nó có cái càng ở số đít nè. Đó, con cái này. Nó sao? Con cái thì nó không có. Con cái thì nó đuôi nó không có cái hai cái càng này. Con cái không có đít à? À, con này là nó ăn cái đọt dừa non á. Nó ăn riết là sẽ mất dịp lục tố là nó hoàn hợp không được, nên là nó sẽ chết. Giờ mình gọc này ra cái đãi quý vị cái. Đãi quý vị mèo nha. Bây giờ Du Khỉ có tiệc kia luôn ha, đãi cũng hủ luôn. À, cái này cái dừa da nó hơi lục. Vậy là quay mấy cái dừa nó có quay mấy cái đâu cũng hủ đâu. Ông này kia không quan trọng. Nè, cái lấy cái lưỡi mèo này nè. Đó, lưỡi mèo này nó mới ngon nè. Nè, đó quý vị. Cái dưới kìa. Cái này chua rồi. Nhìn biết chua ha, hay vậy. Sao chua? Đây nè quý vị coi nè. Thơm chua chua không? Này phải ngọt nè. Nè nè nè. Cái này ngon lắm cưng.